tạo ra những cái đường chân tóc. Đây các bạn nha. Rồi và ở đây thì chúng ta sẽ tạo được ra những cái đường chân tóc như thế này. Rồi, sau khi mà mình đã tạo ra được những cái đường chân tóc như thế này rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ nối. Và ở đây chúng ta sẽ nối từ đỉnh nha. Ta sẽ nối từ đỉnh tóc này cho đến hết xuống mái tóc như thế này. Đây. Đây và đây chúng ta sẽ nối phần mái đến đây nha các bạn nha. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ nối tương tự này, từ đỉnh và đây chúng ta cũng sẽ cắt. Đây, chúng ta cũng sẽ cắt bằng như vậy nha. Đây chúng ta cũng sẽ cắt bằng đây cái phần má như vậy. Rồi và ở bên đây thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Bên đây thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy nha.